đang theo dõi chương trình 128 giờ, chương trình kể về những câu chuyện cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đã nghe cách mà những người thành đạt chọn lựa không gian sống và lối sống cho mình như thế nào trong một cộng đồng hiện đại, ý nghĩa, cân bằng và văn minh. Vì đã có mẹ hướng dẫn tận tình. Người ta hay nói trong một căn bếp không thể có hai người phụ nữ. Trong trường hợp của mẹ và con gái, rất dễ diễn ra cảnh con gái không làm theo ý mẹ và thế là to tiếng. Nhưng văn minh còn nằm ở không cần phải nói chuyện mới hiểu và yêu thương nhau. Đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc được nghe tiếng con đàn giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót giữa bầu trời đầy nắng, cũng đủ để thấy cuộc đời thật tươi đẹp và quý giá biết chừng nào. Chị Helen Nga Lê sống trong một cộng đồng có đầy đủ tiện nghi và cảnh quan ngoài trời phù hợp cho cư dân có những giờ phút thư giãn sau giờ làm việc. Nơi đây có các cửa hàng, trung tâm thương mại, có khu ẩm thực phong phú và những trung tâm thể dục thể thao. Riêng với chị Helen Nga Lê, trong những dịp rảnh rỗi, chị thường tranh thủ đến phòng tập gym gần nhà. Tập thể dục luôn là phương pháp hữu hiệu nhất khi nói đến chăm sóc bản thân. Hơn 100 nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục thường xuyên trong ít nhất là một tuần làm cho chúng ta khỏe khoắn hơn, sáng tạo hơn, minh mẫn hơn và hạnh phúc hơn. Đó cũng là một trong những cách mà chị Nga thư giãn ngoài giờ làm việc. Về cái nói chung là ngoài cái thời gian mà đi công tác thì khi mà ở nhà thì mình tranh thủ ngày nào cũng cố gắng tập, có thể là buổi sáng tập yoga, còn nếu mà không có nhiều thời gian hơn thì mình vừa tập yoga vừa tập với thầy giáo. Còn về phòng tập thì mình là chọn cái nơi nào mà gần nhà mình nhất, với lại có cái phòng tập ở Phú Mỹ Hưng thì rất là tiện bởi vì nó nhìn ra Hồ Bán Nguyệt. Và đặc biệt là ở đây có cái lớp yoga ngoài trời, vừa tập vừa được hít thở không khí ở ngoài trời thì rất là thích. California Centurion Christian Club là một trong những phòng tập hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh với trang thiết bị máy móc tối tân, đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp, tận tình và cách tổ chức bài tập khoa học đa dạng.
sảng khoái hơn, giống như là cái đầu mình nó giống như mình là hoàn toàn người mới. Khi mà bao nhiêu công việc căng thẳng trong ngày, sau một tập thể dục xong thì mình lại refresh hoàn toàn. Thỉnh thoảng thì có một chị bạn tập yoga chung, thì có thể là tập một mình với thầy giáo, hoặc là lúc thì tập lớp, tùy theo là cái giờ đó, giờ nào thì mình giãn, cái thời khóa biểu nào phù hợp. Tập thể dục xong thì nắng cũng đã lên cao, trời ngã trưa trong một ngày cuối tuần, thích hợp cho một buổi cà phê nhẹ với bè bạn. Đối với chị Nga và những người bạn thì có thể ngồi lại với nhau như thế này không phải là điều dễ dàng. Trong buổi chuyện phím cuối tuần, câu chuyện có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Giữa lúc tưởng rằng bộn bề công việc là hay, nhưng thực chất phải có những cuộc gặp gỡ, những lời nói, những nụ cười như thế. Bọn chị thì rất là thường xuyên, nhất là cuối tuần bọn chị thường hẹn hò bạn bè để cà phê, chia sẻ, rồi ăn sáng. Có thể mỗi một tuần mình sẽ hẹn hò với một nhóm khác nhau. Còn nhóm này thì có thể nói về một lĩnh vực này. Thì có những cái nhóm người ta phù hợp ở một cái lĩnh vực nào đấy. Có những nhóm về nghệ thuật, có thể nhóm về gia đình, về con cái. Thì có những nhóm thì nói về kinh tế, về xã hội. Thì có nghĩa là bọn chị thường xuyên, nhưng mà không thường thường, ít khi ngồi gộp cả ba cái nhóm đấy vào. Một điều tiện lợi nữa là những người bạn của chị Nga cũng là cư dân khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Nếu thu xếp được thời gian, chỉ cần gọi nhau một tiếng là có thể gặp được ngay trong ít phút. Quán cà phê thường gặp mặt của nhóm chị Nga là cà phê Gloria Jeans ở đường Tôn Dược Tiên, khu Grandview. Quán cà phê này có bàn ghế ngoài trời để khách ngắm nhìn con đường và nhánh kênh nhỏ, thường có người dạo bộ. Nhưng hôm nay trời nắng, nhóm bạn của chị Nga chọn khu vực trong nhà. Cà phê gần nhà mọi người nên có thể tranh thủ thời gian nói được nhiều chuyện. Nói cho nó vui, nhưng mà bởi vì khi mà mình ngồi như thế thư giãn rồi trao đổi rồi nói chuyện mọi người, chị cảm thấy rất là thú vị. Thực ra thì cả một tuần thì ví dụ mọi người bận rộn. Những cái buổi cuối tuần thì thường là dành những cái chuyện tán ngẫu nhiều hơn và không liên quan nhiều đến công việc. Thì thực ra nó rất là thú vị, bởi vì cuộc sống ấy, đôi khi anh chị nghĩ là cần được có sự chia sẻ. Mà có được những người bạn mà mình chia sẻ tất cả những cái niềm vui rồi cái nỗi buồn, chị nghĩ quá tuyệt vời. Ở khu này thì thực ra là nó là một cái khu mà rất là yên tĩnh và có đầy đủ. Nếu mà nói để chọn cà phê thì cũng là một cái nơi rất là tuyệt vời. Bởi vì xe mình có thể đỗ thoải mái, không gian để nó rộng, thoáng. Chính nghĩa đây là cái nơi mà có nghĩa là đáng để ngồi cà phê buổi sáng hơn. Nhiều bạn bè chị thì thỉnh thoảng thì chị cũng vào trung tâm. Nhưng mà vào trung tâm ấy thì kiếm được một cái nơi nó rộng và có chỗ xe, đỗ xe thì nó cũng là khó. Thời buổi công nghệ thông tin, người ta gặp nhau trên mạng nhiều hơn là đời thực. Một dòng nhắn tin trên Facebook hay trên các ứng dụng nhắn tin gọi thoại, mọi chuyện liên lạc trao đổi trở nên dễ dàng. Nhưng cũng vì vậy mà đôi khi người ta quên mất những lúc có thể gặp nhau trực tiếp thế này mới quý giá và mới là thứ đáng để chúng ta nỗ lực phấn đấu để đạt được. Trung bình 40 tiếng làm việc trong tuần, đa phần chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn con số 40 tiếng để làm việc. Phần còn lại mới là gia đình, nhà cửa, bản thân. Cứ như vậy, công việc cuốn chúng ta trôi đi, có khi đi chệch khỏi quỹ đạo mà vốn chúng ta đã vạch ra sẵn.
với chị Helen Nga Lê, dù bận rộn, chị cũng đã cố gắng cân bằng được thời gian giữa công việc và cuộc sống. Có lẽ chị hiểu hơn ai hết rằng công việc chỉ là một phương cách cho chị trên con đường gây dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình và cho những người yêu thương. Ngoài khoảng thời gian dành cho con gái, chị Nga với bản tính yêu thiên nhiên còn rất quan tâm đến khu vườn mướt màu xanh. Một nửa diện tích nền là dành cho vườn tược, tùy theo ý thích của gia chủ mà chăm sóc hay sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Hàng xóm xung quanh có nhà dùng khoảng sân này để làm sân chơi cho trẻ nhỏ và chỗ đậu xe. Còn chị Nga dành trọn phần diện tích ngoài nhà để trồng cây và cắt đặt một bộ bàn ghế. Chị nói những lúc được thỏa mình làm những việc vặt như làm vườn cũng đủ giúp cho chị thấy thư thái hơn. Đối với một người bộn bề công việc, niềm vui và sự thư thái đơn giản chỉ là được lắng nghe tiếng chim hót và được nhìn cây cối mình trồng mướt lên màu xanh.